Xin chào các bạn, mình là Phú. Số Zalo của mình là 0903651824. Rất vui vì được làm quen với mấy bạn. Hôm nay Phú sẽ hướng dẫn mấy bạn tiếp kanji của bài số 9 Mina. Học theo sách Mina này nha mấy bạn. Thì những clip trước thì Phú cũng đã up ở trong kênh rồi, mấy bạn có thể xem những cái clip trước lại ở trong kênh của Phú ha. Hiện tại thì Phú có dạy kèm kanji cho lớp N5 nhất 9 giờ tối cho tới 11 giờ. Mấy bạn nhiều như có học kanji đối với lễ Phú thì bạn có thể liên hệ vào cái số Zalo hồi nãy Phú đọc hoặc là ở bên dưới màn hình. Rồi giờ trước tiên thì mình vẫn là vào ôn cái bộ trước nha mấy bạn, tại vì cái bộ nó vẫn là rất là quan trọng. Toàn bộ cách đánh dằn thì nó được đều được dựa vào trong bộ để mà mình làm thôi. Rồi bây giờ mình làm thủ tục ha. Mình sẽ đọc bên phần có chữ này cho các bạn dễ định dạng. Nhất một cổng sổ chữ chấm thì chá cao quyết móc nhị hai đầu không nhân người nhập vào bát tám quân qua mình trùng ăn đá kỹ gái khảm há đầu giao lực xúc vào bọc giới thiệu phương tổ hệ cha thập mười bất bối tiết cha hán sườn khư điên hụ lại khẩu miệng vi bay thu đắc sĩ sĩ sau đi chậm thì tới đề to nữa nữa tôi con mi máy thống tác tiểu nhỏ yếu thì sát triệu mầm sơn núi xin xong công tờ kỹ thân căng khăn càng càng yêu nhỏ nghĩa máy dặn bước cũng chấp chậm bắn ngôn cung cài đầu xăm lâm xích lứa tâm tiêu qua hộ cửa thu tay chỉ cần phòng đánh nhân dân đầu đó con bước phương vu không nhiều ngày biết nói nguyện tháng một gỗ khiếm thiếu chi dừng để tệ thù binh du đường thì sau mau lâm thì hỏi khi hệ tiếng nước qua lứa cho món phụ cha hào tượng mảnh phiến tấm nhai răng ngu cho khuyến gói nguyện đen ngọc quý qua dương quán công ngọc xinh xinh dùng dùng điện độ thách đoan định bắt ngược và chấm bị da mảnh như một mắt mẫu giáo thì tên thạch đá thì thằng nhũ quét qua lứa quyền hai lập đứng chút che mấy gầu mình tơ phẫu sành một lứa duyên dương vũ long lão già như vậy lỗi cài nhĩ ta dùng bút nhục thịt thằng bệ tự thân chí đến của gói thiệt lưỡi xin sai chu thiền cắn quẻ sắc màu hô vàng tao coi dùng sao biết máu hình đi á chỉ kiến cầm nhắc sừng ông đã cốc khe đầu đầu tiếng heo chảy sâu với báo xích đỏ tao chạy thuốc chân thân thể sẽ tăng ca thành nhiều súp bóp đó giờ chi viện phan lý dầm kim vàng dùng nhẫn mua cổ phù gò để kịp chi chi muốn mua thanh xanh phi không diện mặt cách da vi da phía đầu thanh tiếng hiệp đầu phong gió vai thằng thu đầu thương mọi người cốt sơn co gò bút tóc đối chiến sư ngủ cách sông nguyễn người cá đi chim lỗ bằng lộc phôi mình lỗ mang gai hoàng vàng thứ nếp hắc đen chỉ mai mảnh nó đinh của chống thư chuột tiền mỗi tiền ngang chỉ đang lòng bị rùi sáu rồi thì chúng ta đã ôm xong 214 bộ giờ chúng ta sẽ chuyển qua kanji trong cuốn lăng ba này cuốn ấm nhiên là bài 26 tới bài số 50 ha. Bây giờ mình đặt cái cuốn lăng ba ra bài số 10, bài số 9. Chữ hảo này mình tách trước các bạn. Cái bài này mình đọc như thế này: hảo cô hiềm ken liệu rio lý đi và bơ trừ giá gia cầu kia ôn là ca cừ ca ca vũ bơ kỹ ghi hỏi ca hán can tự di tế xa dụng du út gia cừ thúc su cừ áo u cừ thê sai gia ca nội nay tiểu sô toàn gen nhiên gen tảo sô tóc su cửa tàn giang niệm nên đổ đến nơi quả ra dân minh giao vô diễn an lý ra nói ai nghệ gây chiến sen tranh sô ý kỳ kịch gây kỳ cái gì của Mina nó tới chỗ này ha. Rồi bây giờ Phú vào tách bộ cho mấy bạn. Hảo cô thì nó gồm có bộ nữ với là bộ tử các bạn, đây là nữ nữ này ha, còn đây là tử con. Thì tử con này là con chuột nữa nha bạn, nó là con chuột trong 12 con giáp nữa. Rồi hiềm ken, hiềm thì nó gồm nữ với lại chữ kim ở bên này. Chữ kim bên đây thì các bạn có thể tách nó ra là ở trên đây là tường, ở dưới đây là kệ, hai cổm với lại bát ha. Còn không mình nhớ chữ kim luôn thì mình nhớ nữ. Chữ hiềm ken thì là hiềm nữ kim ha. Nữ nữ, bộ nữ nữ. Rồi tường, kệ, đầu con nhím, hai cổm và bát tám. Là chữ này là chữ kim nè ha. Rồi tiếp theo liệu rio. Liệu thì nó gồm mễ đấu, mễ gạo hồi nãy Phú có đọc ha, mễ gạo với lại đậu đấu. Đấu là cái đấu đông gạo ấy mà ha. Liệu mễ đấu. Rồi tiếp theo lý ri, lý vương lý. Đây là bộ vương vua hay là bộ ngọc quý á, biến thể của bộ ngọc quý. Vương nó không có bộ nhưng mà nó chỉ là chữ kanji thôi. Ngọc quý này nè, khi nó bỏ một cái chấm này nè thì nó sẽ trở thành là bộ vương vua, là chữ vương á. Ở sau là lý dặm. Ha, đây là bộ lý dặm. Lý vương lý. Rồi chữ vật này là vật ngu vật. Chữ vật ở phía sau thì nó gồm bao với là hai việc vật ngu nhất bộ ngu trâu trước rồi vật ha. Thì chữ vật này nó sẽ bằng là bộ ba bọc nè với là hai cái việc nó gắn vô ha, vật ngu vật. Rồi tiếp theo giả gia, giả lý mâu. Ở trên này nó vẫn là bộ lý giống như cái này các bạn ha, nhưng mà ở đây là bộ mâu giáo nè, là chữ dư á, lý rồi mâu giáo. Mâu này là biến thể của nó, đây là chữ dư, còn nguyên thể nó là như thế này nữa bạn. Nè, nó như thế này nè, đây là bộ mâu, còn này nó không có nét này. Giả lý mâu. Cầu kiêu, cầu vương cầu. Thì đây cũng vẫn là bộ ngọc quý nè, còn đây là chữ cầu. Cầu thì nó gồm có nhất, thủy, chủ ha. Cầu vương, nhất, thủy, chủ.
ha, cầu vương cầu. Rồi tiếp theo âm on, đây là một bộ âm tiếng nha bạn, đây là một bộ nha, chứ không phải là lập khẩu gì nha. Đây là một bộ thanh tiếng hay còn gọi là âm tiếng, đó chính là bộ này. Tiếp theo lạc ra cừ, lạc thì nó gồm có bạch, thủy, mộc. Lạc, bạch, thủy, mộc, có nghĩa là nó như thế này nữa bạn. Đây là hình thức viết chậm của kanji ha, nghĩa là này nó đưa xuống dưới đây nè, thành ra chúng ta không có thấy nó chính giữa này nữa ha. Rồi tiếp theo kk, k thì nó gồm hai chữ khả nè, khả thì gồm có đinh khẩu, đinh khẩu, nhưng mình ghi là khả khả, như lại đây là khiếm thiếu nha, chữ khả khiếm thiếu đó. Đây là chữ kk. Rồi tiếp theo vũ bư, vũ bư thì trên đấy bạn thấy nó có cái bộ là vô không nè, còn như đây là bộ xuyển sai ha, chúng ta viết bộ vô không trước đó, xuyển sai đó, đây là chữ vũ bư. Cái bộ này nè bạn, đúng ra là nó phải là như thế này nè ha, nhưng mà cái nét dưới đây nó bị bộ xuyển sai chồng lên nè, còn bộ này á, nguyên thể của nó là bộ này nè. Cái bộ vô không nguyên thể nó là như thế này, để Phú viết rồi nó gọn gọn đấy bạn, có chừng lộn với lại bu uống yếu, uống yếu thì nó như thế này thôi ha, nó giống như đại vậy đó ha, nhưng mà nó không phải là đại nha, đại thì nó là như thế này ha, còn này là uống yếu. Rồi tiếp theo kỹ ghi, kỹ thì nó gồm có nhăn với lại chi, nhăn với lại chi cành ha, kỹ nhăn chi. Rồi hội cai, hội mịch, hội, chứ hội cai đây nè, mịch hội, mịch với hội, hội thì là nhân nhị khư ha, hội nhân nhị khư. Rồi tiếp theo hán can, hán thủy thảo khẩu với lại chữ chữ phu, hán thì là thủy thảo khẩu với chữ phu ha, đây là hán can. Rồi tiếp theo tự di, tự thì nó gồm có bộ miên và bộ tử, tự miên tử, chữ học là nó khác nha bạn, chữ học thì nó như thế này ha. Rồi tiếp theo tế sai, tế mịch điền, mịch tơ với lại điền ruộng ha, tế mịch điền đó, mình viết vậy nè nó ra chữ tế, tế mịch điền. Rồi tiếp theo dụng vô, đây là một bộ dụng dùng, đây là một bộ nha bạn, 214 bộ nãy Phúc có đọc rồi đó, một bộ dụng dùng. Rồi tiếp theo ước gia cừ, ước mịch trước thì bộ mịch trước ha, chữ bộ trước, trước này nó không phải là bộ mà nó là chữ kanji, bộ của nó thì nó gồm bộ bao bọc này ha, với một cái chủ, một cái chủ chấm ở trong đây, nó đưa chủ chấm đây lên đây thì nó sẽ là chữ trước, còn này là bao bọc với là chủ chấm ha. Rồi tiếp theo thúc su cừ, thúc thì nó gồm có mộc khẩu, mộc mà giúp mình viết mộc chứ ha, rồi viết khẩu là nó như thế này nè bạn, mộc ở trên này ha, khẩu ở dưới, nó lộng này vô đây nè, nó sẽ ra cái này ha. Rồi tiếp theo đó là thức chiếc chồng của nó, áo hôn cừ, áo thì nó gồm có chủ huynh mễ đại ha, áo chủ huynh mễ đại, chủ chấm huynh quang mễ gạo đại to ha, áo chủ huynh mễ đại. Rồi tiếp theo thê sai, thê thì nó gồm có nhất kệ cổn nữ, nhất ha, kệ đầu con nhím cổn, rồi tiếp theo nữ, thê sai, thê nhất kệ cổn nữ. Rồi tiếp theo gia ca, gia thì gia miên thủy, miên mái nhà ha. Rồi tiếp theo thủy, thủy heo, gia miên thủy. Rồi tiếp theo nội nai, huynh với lại nhục, nội huynh nhục. Rồi tiếp theo thiểu xô, thiểu tiểu phiệt, thiểu nhỏ đây mà ha, còn đây là phiệt trái, chữ thiểu, thiểu xô, thiểu tiểu phiệt. Rồi tiếp theo chữ toàn gen, toàn nhân vương, nhân vương nha, chữ vương này thì nó là biến thể của bộ ngọc như thế này ha. Rồi rồi cái clip này Phú hướng dẫn các bạn 25 bộ, chút nữa Phú làm clip tiếp theo thì Phú sẽ hướng dẫn phần bộ còn lại, cái phần kanji còn lại, nó còn để coi 17 chữ ha, 17 chữ bên này. Rồi Phú cảm ơn mấy bạn nha, hẹn gặp lại các bạn vào clip tiếp theo. Bye bye các bạn.